chuyện phải chấm với năm người ớt tỏi Lý Sơn lên làm. Ớt tỏi Lý Sơn à? Để anh. Ủa gì vậy? Tỏi Lý Sơn đi bà ơi. Anh phải nghe em nói hết đã. Vì tỏi Lý Sơn bây giờ đã có trong năm ngư ớt tỏi Lý Sơn mới rồi nè. Với 100% tỏi Lý Sơn thơm lừng đặc trưng nhờ đất đỏ núi lửa và cát san hô, năm ngư ớt tỏi Lý Sơn mới ngon tuyệt ai cũng duyệt. Chồng phải nghe vợ nói hết đã nha. Năm ngư ớt tỏi Lý Sơn mới, hãy thử rồi bạn sẽ tin.